Kính thưa quý đại biểu, quý anh thầy cô, quý anh chị nhân viên đang công tác ở tại trường, kính thưa quý cha mẹ học sinh và các em học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh thân mến. Tôn sư trọng đạo là một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, là một nét đẹp của văn hóa người Việt từ ngàn xưa. Nhất tử vi sư, bán tử vi sư, muốn sang thì bắt cầu kiều, muốn con ngay chữ thì yêu lấy thầy. Hàng năm cứ đến tháng 11 thì khắp nơi trên đất nước ta đều diễn ra những hoạt động sôi nổi nhằm tôn vinh ngày nhà giáo Việt Nam. Và chung với không khí đó, hôm nay trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 36 năm thành lập ngày nhà giáo Việt Nam. Ngày 20 tháng 11 cũng là dịp để cán bộ, giáo viên, nhân viên đã và đang công tác tại trường cùng các bậc phụ huynh, các em học sinh trao đổi những tâm tư, vun đắp tình cảm thầy trò, cùng xây dựng nhà trường ngày càng lớn mạnh, phát triển. Với ý nghĩa đó, hôm nay con rất vinh dự được đại diện cho ban đại diện các học sinh trường phổ thông Trung học Nguyễn Chí Thanh gửi lời tri ân đến quý thầy cô, cán bộ, giáo viên, nhân viên đã và đang công tác tại trường trong ngày 20 tháng 11. Kính thưa quý đại biểu, quý thầy cô, quý anh chị nhân viên đã và đang công tác tại trường, kính thưa quý cha mẹ học sinh và các em học sinh trường Nguyễn Chí Thanh thân mến, trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh cho đến hôm nay đã có 30 năm hình thành và phát triển. Chúng tôi tự hào vì được truyền thống.